Đầu tiên ấy là chúng ta phải thể hiện được cái vị trí công trình. Là vị trí công trình của chúng ta. Đó. Thế thì đây chúng ta hiểu tổng mặt bằng là như thế nào. Tổng mặt bằng ở đây ý, là chúng ta vẽ là theo một cái giai đoạn, thể hiện theo giai đoạn mà thông thường người ta hay thể hiện theo cái giai đoạn thi công rầm rộ nhất. Rồi, khi công rầm rộ nhất thì dẫn đến cái chuyện là các cái hạng mục phụ trợ sẽ tập trung vào đấy là đông nhất, nên người ta hay thể hiện chỗ đấy. Chứ còn chúng ta biết đặc điểm của tổng mặt bằng là gì, tổng đặc điểm của mặt bằng là nó thay đổi theo cái từng giai đoạn thi công, chúng ta chú ý được như thế. Nhưng mà trong cái bản vẽ chúng ta là chúng ta thể hiện thi công giai đoạn trong rầm rộ nhất. Thế đây trong giai đoạn thi công rầm rộ nhất của chúng ta ấy, đối với cái phần thi công móng thì cũng không có gì là rầm rộ. Nhưng mà sang cái phần thi công lắp ghép thì đối với phần thi công lắp ghép thì cái tổng mặt bằng chúng ta đã thể hiện đó là cái chính là cái mặt bằng lắp ghép. Đấy là vừa vừa mặt bằng về kỹ thuật cũng là vừa cái bố trí tổng mặt bằng lắp ghép. Bây giờ chúng ta vẽ là trong cái giai đoạn tiếp theo đó là trong giai đoạn xây. Thì trong cái giai đoạn xây của chúng ta là gồm có cả xây, cả trát, rồi cả đổ bê tông nền, vân vân. Thì chúng ta thể hiện ở trong cái giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn xây. Thì như là trong cái bài ban đầu thì mỗi người là có một cái vị trí khác nhau, mỗi người có một cái vị trí khác nhau và cái hướng khác nhau. Thì ở đây này, đầu tiên ấy là chúng ta phải xác định được, ví dụ đây là cái mặt bằng điển hình. Đó. Thì ở hai phía, các phía của chúng ta đều cho giới hạn. Thứ nhất là phía này, là chúng ta phía sau nó có cái nhà máy chúng ta đã có sẵn rồi. Còn phía bên này của chúng ta ấy, thì là chúng ta có cái đường. Cái đường thi công của chúng ta. Cái đường. Thế mọi quá trình vận chuyển vật tư vật liệu là đều từ cái đường chúng ta để vận chuyển vào công trình. Đó, để chúng ta vận chuyển vào công trình. Thế là đầu tiên chúng ta phải xác định như thế này, là trong quá trình thi công thì đây là cái mép công trình của chúng ta. Đấy, đây là mép của công trình chúng ta. Thế trong quá trình thi công của chúng ta phải xây tường bốn xung quanh này. Đấy. Muốn xây tường bốn xung quanh này ấy, thì đương nhiên trong quá trình xây chát thì chúng ta phải có ráo là một. Có ráo là một. Thứ hai là chúng ta có vị trí xếp gạch là hai. Thứ ba là chúng ta phải có máy trộn vữa. Thứ tư là chúng ta có bãi cát. Đó, bãi cát để chúng ta trộn vữa gạch. Đấy, có bốn, có mấy cái nội dung như thế. Thế thì để mà chúng ta vừa bắc ráo xung quanh công trình này, rồi chúng ta lại vừa xếp gạch, xong chúng ta lại vừa trộn vữa để tiết kiệm với chi phí vận chuyển, thì đất của chúng ta tương đối rộng. Thì đầu tiên là chúng ta phải xác định được là từ cái mép công trình này ra cho ra đến cái mép đường là chúng ta phải lấy khoảng cách bao nhiêu. Thì ở đây tôi cho luôn các anh chị, tức là đây chính là cái
chỗ cái góc đường này của chúng ta ấy là chúng ta phải là một góc cua tròn chứ không thể vuông được. Xung quanh này của chúng ta là gì? Là lề đường. Đấy, lề đường. Thế thì cái khoảng cách từ đây đến đây, chúng ta lấy đều ra bốn xung quanh. Đấy, luôn cho luôn các anh chị là khoảng cách này. Chúng ta lấy khoảng 6 mét. Đấy, chúng ta mở ra bốn xung quanh thì trong cái khoảng đất này, này là trong cái khoảng 6 mét này ấy, là chúng ta bố trí những cái gì, là chúng ta có thể vừa bắc giáo, vừa bố trí gạch, vừa bố trí bãi cát, rồi là vừa bố trí máy trộn nằm trong cái khoảng này hết. Đó. Sau khi xong rồi thì tiếp theo là chúng ta vẽ lên đường đường giao thông. Đường giao thông của chúng ta ấy, ở đây là trong quá trình thi công lắp ghép, của chúng ta ấy là phương tiện ra vào rất nhiều, cho nên là chúng ta mở cái đường của chúng ta là chúng ta thiết kế đường hai làn. Mà đường hai làn của chúng ta tôi cho kích thước rồi 7 mét rưỡi các bạn nhá. 7 mét rưỡi. Đó, chúng ta phải cua tròn lên. Toàn bộ cái này nó gọi là đường giao thông, và khoảng cách cái đường giao thông này ấy, thì chúng ta cho là đường hai làn. À, bốn xung quanh đều 7.200 rồi. Sau khi thiết kế xong đường rồi, bước tiếp theo là chúng ta
thiết kế đến nhà cửa và lán trại. Nhà cửa và lán trại. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái mặt bằng của chúng ta là gì? Là hoa gió. Chúng ta nhìn vào hoa gió để chúng ta biết. Thì khi mà chúng ta thi công, chúng ta mà thi công vào trời, vào cái thời tiết mùa xuân mùa hè, thì hướng gió chủ đạo của chúng ta là chúng ta phải thể hiện hướng gió chủ đạo, đó là hướng gió gì? Đông Nam. Đấy, đây là hướng gió Đông Nam. Thế bây giờ chúng ta muốn thiết kế cái tổng mặt bằng, thì đây trên cái tổng mặt bằng ngoài đường rồi thì chúng ta phải bố trí nhà cửa lán trại, nhà cửa lán trại. Thế thì nhà cửa lán trại của chúng ta ấy thì với cái hướng gió Đông Nam như thế này, với cái hướng gió Đông Nam như thế này nhá, thì về nguyên tắc là nhà cửa lán trại thì bao giờ cũng để đầu hướng gió, để đầu hướng gió, có nghĩa là chúng ta để ở phía nào, bây giờ chúng ta để ở phía nào, chúng ta sẽ để ở cái phía tay phải và phía, chúng ta để ở phía đông và để ở phía nam, thì tất cả các nhà cửa lán trại của chúng ta nó đều nằm ở đầu hướng gió. Còn nếu mà đấy chúng ta để ở phía bắc và phía tây thì gió nó sẽ thổi là từ đông nam nhá, từ đông nam sang hướng bắc hướng tây, thì cái gió nó sẽ thổi vào thẳng cửa nhà. Nếu chúng ta mở cửa nhà đấy thì lúc đấy là sẽ bị bụi, cho nên là chúng ta để ở cái hướng đông, tức là cái cạnh này, cạnh bên phải và cạnh dưới. Đấy, cạnh bên phải và cạnh dưới. Thế thì bây giờ nhà cửa lán trại sau khi chúng ta tính toán rồi, sau khi chúng ta tính toán rồi ấy, thì bước tiếp theo là gì? Và chúng ta bố trí nhà cửa lán trại. Nhưng mà đây là chúng ta có đường, nhưng mà đường của chúng ta ấy là phải dẫn ra ngoài công trường, dẫn ra, đây là đường giao thông nội bộ trên công trường này. Nhưng mà cái đường của chúng ta là chúng ta phải dẫn ra ngoài công trường, chứ chúng ta không thể nằm, à, chúng ta bịt như này là chúng ta không thể ra ngoài công trường được. Thì bây giờ chúng ta phải xác định cửa vào, cái đường vào. Thế thì ở đây ấy, đối với cái này thì chúng ta có hai vị trí là chúng ta để xác định cái đường vào. Tất cả là chúng ta từ cái đường giao thông và chúng ta đi vào công trình. Thì có thể là có người đi vào góc này. Đấy. À, có người đi vào góc này. Có người đi góc này. Thế lúc này đường của chúng ta này, là sử như là đường chúng ta lúc này tôi vẽ như sau, tôi đi một góc này chẳng hạn. Cái đường giao thông của chúng ta, đây là cái lối vào. À, thế bây giờ ấy là gì? Phần đất từ cái mép đường này cho đến cái mép đường này là cái phần đất để chúng ta có thể bố trí nhà cửa lán trại. Phần đất này cho đến cái mép nhà máy này là chúng ta có thể dùng để bố trí nhà cửa lán trại. Nhá. Thế thì giả sử ở đây, trong trường hợp này,
Nó sẽ bố trí toàn bộ khu vực nhà cửa lán trại ở đây. Đó. Mà phía bên này nữa. Rồi. Để đến đây thì kích thước như sau. Những cái kích thước này ấy, là chúng ta phải tính, mà cái này tôi dạy các anh chị rồi, mô đun nó là bao nhiêu thì chúng ta phải tính nhá. Thế thì đương nhiên là chúng ta bố trí những cái gì ở đây. Sau khi chúng ta bố trí xong cái khu vực này rồi, bước tiếp theo là chúng ta phải quay cái tường rào lại và phạm vi sử dụng đất chúng ta. Đây là chính là tường rào của chúng ta. Và đương nhiên ở đây là chúng ta sẽ phải có cổng bảo vệ. Đây, cổng vào. À, cổng vào. Và các cái khoảng cách còn lại đây à. Thế khoảng cách này chúng ta cho tối thiểu là 550 cm. Còn cái khoảng cách này
tức là từ mép nhà nhá, từ mép nhà ra mép đường, khoảng cách này chúng ta lấy mét rưỡi, tối thiểu mét rưỡi. Còn phía sau nhà, cái khoảng cách này, phía sau nhà với tường rào, đấy, chỗ này chúng ta tối thiểu là 1 mét. Đấy. Rồi. Thế thì trên hai cái ô vuông này này là chúng ta có thể bố trí. Đây là tôi chỉ cái vị trí thôi, còn kích thước như nào anh thì phải tính toán và vẽ. Thì trên hai cái ô vuông này, ra trên hai vuông này có thể là gì? Từ đây đến đây, thì các anh bố trí là gì? Nhà ăn, còn từ đây cái phần này lại là gì? Nhà ở, lán trại công nhân, ví dụ như thế. À, lán trại. À, lán trại. Còn đây là nhà ăn. Còn đây là vệ sinh và tắm. Vệ sinh, khu vực vệ sinh. Thì đương nhiên là đây là cái khu vực ở công nhân. Còn đối với khu vực này thì chúng ta bố trí cái gì? Đương nhiên là chúng ta phải có một cái nhà bảo vệ. Đây, ví dụ đây là bảo vệ. Sau đó đây là nhà làm việc. Đấy, nhà làm việc. Đây có thể là gì? Trạm y tế. Ở đây có thể chỗ để xe, ví dụ như thế. Ví dụ đây là gì? Bảo vệ. Đây, nhà làm việc. Đây là y tế. Rồi, để xe. Xe, đó. Thì đây là những cái này này, những cái vị trí này là những cái vị trí là từ bắt đầu, khi mà chúng ta bắt đầu khởi công công trình đến lúc kết thúc công trình thì chúng ta bắt buộc phải bố trí cái này trước nhá. Chúng ta phải bắt buộc bố trí này, sau khi kết thúc công trình thì chúng ta dỡ ra, chúng ta phải tháo bỏ cái nhà tạm này. Rồi, cái này là bắt đầu từ lúc khởi công cho đến lúc kết thúc. Và những cái mà nó phát triển theo giai đoạn ở đây ấy, thì ví dụ như là đối này, trong cái giai đoạn phần thi công phần ngầm thì trong cái khu vực này là chúng ta thi công bê tông lót này, rồi thi công ván khuôn này, thi công bê tông trộn bê tông lót này, vân vân, thì chúng ta bố trí máy trộn ở khu vực này. Thế ngoài cái này ra ấy là chúng ta còn có thể là chúng ta phải bố trí thêm nữa là gì? Ở trên này này, là trong cái chỗ này mà bếp chúng ta tương đối rộng. Ở đây là lán trại, chúng ta có thể đây là kho dụng cụ. Đấy, chúng ta là kho dụng cụ. Đây có thể chúng ta bố trí kho dụng cụ ở đây. Đây có thể là ngoài ra chúng ta bố trí tiếp ở đây nữa là gì? Có thể chúng ta bố trí nhà để xe, nhưng mà chúng ta cũng có thể là bố trí là nơi sản xuất phụ trợ. Đó. Đây chúng ta có thể bố trí thêm sản xuất phụ trợ. Sản xuất phụ trợ ở đây chúng ta gồm những cái gì? Gia công cốt thép, gia công ván khuôn. Đó. Sản xuất phụ trợ. Rồi. Thì đây là cách chúng ta bố trí thì kích thước nó như thế. Thế còn bây giờ trong cái này, khi mà chúng ta bố trí cái tổng mặt bằng thi công trong giai đoạn rầm rộ nhất ở đây ý, là trong cái giai đoạn này là chúng ta chủ yếu là thi công xây. Thế thi công xây ở đây ý, là chúng ta bao gồm bố trí máy trộn, rồi bố trí cát, rồi bố trí kho xi măng, vân vân. Đấy, cát, xi măng. Thì ở đây này, trên cái phần này thì quá trình thi công của chúng ta là cái chiều dài này nó rất lớn,
Cho nên là chúng ta sẽ đặt nhiều vị trí, chứ nếu mà chúng ta đặt một vị trí thì nó sẽ phát sinh cái chi phí vận chuyển. Đấy, chi phí vận chuyển nó sẽ rất lớn. Đấy, chi phí vận chuyển nó sẽ rất lớn. Cho nên là trong cái trường hợp này là chúng ta bố trí cái việc trộn vữa với gạch là bố trí phân tán. Đấy, ví dụ ở đây cái đầu hồ này tôi sẽ bố trí ở đây là gì? Chúng ta phải để cách ra 1 mét, thì lúc đấy chúng ta tiến hành bố trí ở đây là ví dụ đây là bãi gạch này, xong đây là máy trộn này, dưới đây là máy trộn này. Xong tiếp tục ở đây chúng ta có thể làm bãi cát. Đó. Thì riêng cái đồ này ấy, là chúng ta có thể bố trí ba cái địa điểm tùy theo độ dài khác nhau, và tương tự như thế đối với cạnh này là chúng ta theo cái chiều dài xây mà chúng ta phân ra, cứ mỗi một chiều dài xây thì chúng ta phân ra thì chúng ta đặt một vị trí. Thì đây là cách bố trí chạm trộn rồi. Đây là gạch này, đây là cát này, và đây là máy trộn. Và cái khoảng cách ở đây này, khoảng cách đối với mép công trình của chúng ta ấy nhá, từ đây đến đây, cái khoảng cách này của chúng ta ấy là riêng cái bề rộng ráo của chúng ta đã mất mét rưỡi rồi, mét rưỡi rồi, chứ còn cái khoảng đi lại chúng ta thêm 1 mét nữa, thì từ đây đến đây chúng ta tầm khoảng 2 mét, 2 mét đến 2,5 mét. Chúng ta không được phép bố trí sát vào công trình. Đấy, cái khoảng cách này và chúng ta là 2.500. Đấy, các bạn đấy là 2.500 để chúng ta vận chuyển đi lại. Giờ thế thì có thể là gì? Đối với chiều dài tôi bố trí đây một vị trí trộn chế trộn này, bãi gạch này, trong đây một vị trí này, trong đây một vị trí. Chúng ta phải theo cái chiều dài mà phân đoạn chúng ta xây, chúng ta đây là vị trí, đây là vị trí, rồi đối xứng với này, ví dụ lại các cái vị trí khoanh tròn này của chúng ta là vị trí đặt tất cả những cái mục này, thế này. Đấy, chúng ta đặt những cái này lên, đây chúng ta bố trí tổng mặt bằng, thì đấy là vị trí máy trộn. Sau vị trí máy trộn rồi thì chúng ta còn thiếu hai cái vấn đề nữa, đó là gì? Điện và nước. Điện và nước. Thế thì chúng ta phải căn cứ vào cái nguồn điện của chúng ta để chúng ta dẫn điện vào nhá. Đây, nước của công trình là chúng ta ở góc này, nước của chúng ta được xác định góc này, còn điện của chúng ta thì là phía bên này, là vị trí lấy điện nó nằm ở phía này. Đó, điện có chạm điện của chúng ta. Thế muốn lấy nước ở đây ấy, thì là gì? Là chúng ta phải dẫn cái đường ống vào. Rồi, chúng ta phải dẫn cái đường ống vào công trình.
Và thông thường để cho tránh tránh cho cái việc mà chúng ta cản trở vận chuyển thì có thể là chúng ta cái đường ống nước này chúng ta đi sau công trình này, đi vào phía sau công trình để cho tránh cái việc cản trở. Đấy. Thế nước ở đây chủ yếu phục vụ cho cái việc gì? Nhà vệ sinh này, nhà ăn, nhà tắm, vân vân, khu vực vệ sinh này. Và chúng ta còn nước làm cái việc gì nữa? Là chúng ta phải có cái hệ thống nước là chúng ta phục vụ cho công tác quận vữa. Thì đây là một cách là chúng ta có thể là đi phía sau công trình. Còn cách thứ hai là chúng ta có thể đi trong cái vỉa hè phía trước công trình. Đó. Cách thứ hai. Rồi. Chúng ta thì đi phía trước nhưng mà đi trên vỉa hè. Để chúng ta chú ý như thế. Rồi, chúng ta đi sang đây. Đấy là đường nước. Và trên mỗi cái đoạn đường nước này ấy, là chúng ta đều phải có một cái đầu ống để trong quá trình thi công thì chúng ta dẫn ra đây, để chúng ta thi công. Tương tự như thế là chúng ta cũng bố trí cái đường điện, cái đường điện chúng ta cũng thể đi trước, chúng ta cũng thể đi sau. Và trong cái trường hợp này là chúng ta nên là mắc theo nhánh cụt. Cứ nếu mà chúng ta đường nước thì chúng ta mắc theo nhánh cụt, nhưng mà đường điện là chúng ta phải chạy xung quanh cái hàng rào này. Mỗi cái hàng rào này là chúng ta đều phải có bóng đèn để chiếu sáng. Rồi đây chúng ta đặt một bóng đèn này. Trên hàng rào này giờ chúng ta phải bố trí bóng đèn. Đó. Thế cái đường điện đèn chiếu sáng này chúng ta phải chạy xung quanh, chạy kín. Và tiếp theo cái đường điện là phục vụ cho máy trộn, máy đập nữa, thì có thể đường điện và đường nước đi song song với nhau cũng được. Thì đấy là cái cách mà chúng ta bố trí cái tổng mặt bằng. Và ở đây còn thiếu một cái vấn đề kho bãi nữa ở đây của chúng ta ấy, là những cái vị trí này là vị trí siết gạch rồi. Còn một thiếu một vấn đề nữa có thể là chúng ta chỗ nhà xe này này là chúng ta có thể là tách đôi cái này ra và chúng ta phải để đây một kho xi măng. Rồi chúng ta phải để kho xi măng. Là xi măng. Chúng ta có thể không bố trí nhà xe cũng được. Cái đấy cũng quan trọng. Đây là, ví dụ đây là xe, đây là xi măng, còn đây là sản xuất phụ trợ. Rồi, thì đấy là cách chúng ta xác định và kích thước để tôi cho các anh chị, để các anh chị hình dung được là cái tổng mặt bằng của chúng ta nhá. Thì đây là đối với người, là đối với những cái người mà có cái mặt đứng, mặt chính của chúng ta là quay ra hướng Bắc của hướng Nam. Còn đối với cái người mà chúng ta quay ra hướng Đông, hướng Tây thì chúng ta xoay cái bản vẽ đi. Xoay bản vẽ đi. Đó. Làm sao cái khu vực này nó phải nằm đầu hướng gió là xong. Được chưa? Rồi bây giờ các anh chị xem có vấn đề gì thắc mắc không? Vấn đề gì thắc mắc?
Thầy là xoay bản vẽ là chỉ xoay cái công trình của mình hay là xoay cả được cả xoay cái công trình này này nhá, chứ không được phép xoay hoa gió, bởi gió cái đất của chúng ta là cái hướng này, là chúng ta sau được xoay được cả cái đất, là xoay công trình thôi, hình dung chưa? Đấy. Chúng ta ví dụ những người nào mà hướng đông nam thì chúng ta xoay lại, nhưng mà xoay là chúng ta để ý làm sao ấy, là cái khu vực bên này này là nó phải đầu hướng gió, nếu mà chúng ta xoay ra cuối hướng gió là không là bị sai hết, tức là gió nó sẽ thổi vào và cái nhà làm việc, nhà ăn, nhà ở nó sẽ bị bụi, không chấp nhận được, được chưa? Em thưa thầy là cái hướng của công trình là mình sẽ phải xoay theo, còn cái đường giao thông bên ngoài là mình vẫn phải cố định theo hướng bản Đường vẽ giao đó. thông là cố định, vị trí công trình là của chúng ta xoay nhá, xoay theo hướng theo đề bài, ở đây là người hướng bắc hướng nam đấy, bây giờ chúng ta còn hướng đông hướng tây, tức là chúng ta xoay dọc cái này lại, được chưa? Đông ta xoay dọc lại, và chúng ta phải để ý là cái khu vực này này đó, cái khu vực này là nó có đầu hướng gió hay cuối hướng gió, nếu mà cuối hướng gió thì chúng ta phải đảo nó ra đầu hướng gió thế thôi. Tức là hoa cái hướng công trình này, cái hoa gió này của chúng ta là cố định này, cái đường giao thông này chúng ta là cố định này, cái khu nhà máy là cố định này, còn chúng ta xoay công trình chứ là cái đất này cũng là cố định này. Giờ trong quá trình thi công ấy, là cái công trình này chúng ta đặt theo hướng nào là do chúng ta, nó nằm trên cái miếng đất đấy nhưng mà do chúng ta, chúng ta chú ý như thế. Đây, hoặc là tôi xóa này đi. Đó là đường giao thông này. Đó. Đây là khu vực nhà máy phía sau này. Độ thế. Thế bây giờ người những cái người mà công trình như thế này này. Đấy, thì chúng ta xoay công trình như thế này. Đấy, đường giao thông. Và lúc này chúng ta phải đóng hàng rào như thế này. Đấy, hàng rào chúng ta, và lúc này chúng ta phải mở đường giao thông của chúng ta, mở từ đây mở ra này. Đấy. Đấy, đường giao thông. Và khi này ấy, thì là những cái công trình mà chúng ta muốn bố trí thì nó nằm ở đây. Và chúng ta tưởng tượng ấy nhá, cách vẽ thì tôi vừa nói với các anh trên rồi. Thì đây là các cái công trình tạm này. Thì nó sẽ nằm ở cạnh này và cạnh này.
Đấy. Ở đây là đối với những người hướng gì? Hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam. Và ngược lại là hướng Đông Bắc và hướng Tây Nam thì cách cũng tương tự như thế. Nhưng mà hướng Đông Đông Bắc và Tây Nam thì chúng ta chú ý là gì? Mình xóa này nhá. Nó quay ngược lại. Gió thì hướng gió thì không thay đổi đâu nhá. Đó. Đây là công trình của chúng ta. Mà chúng ta cũng có tường rào. Và đây là đường giao thông ra ngoài đường. Đó. Đây, lúc này chúng ta chú ý là gì? Chúng ta để, đương nhiên là chỗ này vẫn là đầu hướng gió, chúng ta bố trí nhà tạm ở khu vực này. Và chúng ta bổ sung thêm đường giao thông các thứ vào. Đó là khu vực nhà tạm. Mà trong trường hợp này là nằm ở cạnh này hay cạnh này thì chúng ta phải xem hướng gió. Nếu mà song song hướng gió mà quay như thế này ấy, song song thì chúng ta có thể đặt được cả bên này và cũng có thể đặt được bên này. Thì gió đông nam mà nó không thổi thẳng vào nhà. Rồi, hoặc là chúng ta đặt sang phía bên này, tùy. Đâu là gió nó song song, gió song song thì chúng ta có thể đặt cạnh này và cạnh này, chứ không được phép đặt ở cạnh ở cuối này. Được chưa? Thì đấy là bốn cái dạng, mà coi như là một cái dạng để chúng ta thiết kế tổng mặt bằng rồi. Đã hình dung ra chưa? Có gì thắc mắc không? Thì đấy là tôi gợi ý để các anh chị vẽ sao có đầy đủ và nắm được bản chất lúc bảo vệ. Hôm qua lúc bảo vệ không biết gì. À, bây giờ chúng ta suy nghĩ xem là trong cái đồ án còn gì thắc mắc nữa. Rồi chúng ta cứ ngồi suy nghĩ đi nhá. À, có bạn nào thắc mắc gì không? Alo, thầy ơi.
Được, nói đi. Vâng. Thầy hướng dẫn lại cho bọn em cái phần mà tính hao phí cả máy phục vụ được không ạ? Phục vụ cái gì mới được chứ? Tạ hao phí ca máy phục vụ cái, ví dụ như là máy đầm bê tông chẳng hạn. Máy đầm bê tông hả? Bê tông móng ấy. Đầm bê tông thì em có tra định mức rồi. Trong định mức có mà. Dạ vâng, cái này là nó sẽ phụ thuộc vào khối lượng. Ờ thế em đây cắt lấy khoảng đối với đầm bê tông, đối với thương phẩm ấy em thì lấy hệ số thấp đi nữa, khoảng 0,4 thôi. Nó là bê tông thương phẩm, nó không cần đầm nhiều. Vậy thì khi mà mình tính cho từng phân đoạn ấy ạ, thì là khối lượng là bao nhiêu, là mình nhân với lại định mức bằng bấy nhiêu? Rồi, nhân là định mức thế là xong. Dạ vâng ạ, vâng ạ, em hiểu ạ. Không cần phải tính. Thế phần móng thì mình chia phân đoạn thì hai phương án thì chọn cái nào là chính là chia như nào hợp lý, kiểu một cái thì bất kỳ. Thế thì ở đây là em phải căn cứ vào khối lượng, căn cứ vào khối lượng, bởi vì khối lượng nó với mặt trận các nó đủ lớn thì là thi công dây chuyền mới có ý nghĩa nhá. Chứ còn nếu mà em phân nó nhiều phân đoạn quá, khối lượng nó ít, ví dụ bây giờ mà em học thi công dây chuyền rồi mà khối lượng ít mà số công nhân tối thiểu, mà khi em chia ra ấy, thì cái nhịp của dây chuyền nó được 0,1, 0,2 thì bắt buộc em phải chia lại phân đoạn. Cho nên là em phải tính làm sao, chia làm sao để cho khối lượng đủ lớn, nó tròn nhịp, bố trí số công nhân tối thiểu. Một cái thì mình chọn bất kỳ. Không, cái đấy phải chọn trên cơ sở chứ làm sao bất kỳ được. Ở đây này. Thì thứ nhất thì mình chọn một phương án thì mình chọn một cái hợp lý nhất rồi thì hai phương án thì hôm trước tôi đã nói với các bạn rồi, đó là hai phương án có sự khác nhau về số lượng phân đoạn thôi. Ví dụ phương án 1 là 3 phân đoạn, phương án 2 có thể là 5 phân đoạn, có thể là 4 phân đoạn, có thể là 7 phân đoạn nhá. Rồi sau khi mà so sánh để lựa chọn hai phương án ấy thì chúng ta dùng hai cái chỉ tiêu để so sánh. Thứ nhất đó là chỉ tiêu về thời gian, thứ hai đó là chỉ tiêu về chi phí. Chỉ tiêu thời gian và chỉ tiêu về chi phí. Ví dụ như là chi phí phương án 1, C1 nhỏ hơn C2, mà T1 lại nhỏ hơn T2 thì đương nhiên là chúng ta phải chọn phương án 1, đúng không? Mà ngược lại C2 nhỏ hơn T2 nhỏ hơn thì chúng ta chọn phương án 2. Và trong cái trường hợp mà cái chi phí mà chênh nhau không quá lớn, ví dụ phương án 1 là 1 tỷ, phương án 2 là 1 tỷ linh 1 triệu chẳng hạn, nhưng mà phương án 1 thì có thời gian ngắn hơn thì đương nhiên phương án 2 thì có thời gian ngắn hơn phương án 1 thì đương nhiên người ta trên tốc độ thi công người ta sẽ chọn phương án có thời gian ngắn để thi công, và chú ý thế. Còn trong cái trường hợp mà chênh nhau dài, ví dụ là cái C1 lớn hơn C2 nhưng mà T1 lại nhỏ hơn T2, mà cái mức độ chênh nhau dài, lúc đấy chúng ta phải tính chi phí quy đổi, quy về cùng một thời điểm để chúng ta so sánh. Chi phí quy đổi trong kinh tế xây dựng chúng ta học rồi. Không? Dạ thầy ơi, bài của em chỉ có 2 gian ấy ạ, nên là khối lượng hết cả cái đợt 1 nó cũng chỉ có hơn 100 khối bê tông. Thì em đổ hết vào thành một phân đoạn được không ạ? Tức là cái việc đổ bê tông của bọn em ấy, đổ bê tông chúng ta là bê tông thương phẩm, được chưa? Thế thì bê tông thương phẩm bây giờ ấy là có rất nhiều cái loại xe bơm, có thể có xe bơm nó bơm một ngày mấy trăm mét khối, có thể là có loại bơm một ngày mấy chục mét khối. Thì vấn đề đây là em lựa chọn cái máy làm nào sao cho nó hợp lý với khối lượng của em. Em có thể đổ toàn bộ với cái ví dụ là chỉ có 100 mét khối thì em có thể lựa chọn là đổ tất cả cái khối lượng đấy trong một ngày, không sao hết. Vâng ạ, dạ vâng ạ. Ừ. Chứ không phải đổ theo phân đoạn nữa mà chúng ta đổ tất cả trong một ngày bởi vì khối lượng nó nhỏ. Và những cái bạn mà có cái nhịp gian nhiều, trục nhiều, khối lượng bê tông có thể 400-500 mét khối thì chúng ta có thể đổ theo một phân đoạn một ngày, hoặc có thể hai phân đoạn một ngày cũng được, tùy theo khối lượng và tùy theo cách chúng ta chọn bơm.
và tùy theo cái ý đồ tổ chức của chúng ta, chứ không nhất thiết phải đổ một ngày. Nếu mà khối lượng lớn thì chúng ta có thể đổ ngày nọ sang ngày kia. Về số lượng phân đoạn thì mình chia nào cho hợp lý ở đấy? Đấy, do các anh chia thôi. Vấn đề đây này là khi mà chúng ta đã học dây chuyền rồi, khi mà chúng ta chia ấy thì nó sẽ dẫn đến hai, chủ yếu là hai trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất đó là dây chuyền đẳng nhịp và đồng nhất. Trường hợp thứ hai là dây chuyền biến nhịp. Nhá. Thế thì bây giờ vẫn trên cái căn cứ, cái nguyên lý mà căn cứ vào để chia phân đoạn thì chúng ta có bốn cái căn cứ. Cái căn cứ thứ nhất đó là tính chất chịu lực của kết cấu, tức là ranh giới của phân đoạn là phải nằm ở vị trí nội lực nhỏ nhất. Thứ hai ấy, là chúng ta phải đảm bảo được cái mặt trận công tác. Thứ ba là đảm bảo được cái khả năng huy động cái nguồn lực của doanh nghiệp. Đấy, chúng ta có căn cứ vào đấy. Và thứ tư là chúng ta có căn cứ khối lượng của các công việc để chúng ta chia. Đúng chưa? Thế bây giờ em hỏi là gì nhỉ? Chia như thế nào đúng không? Thế thì ở đây thì chúng ta hôm trước tôi nói rồi là khi mà chia phân đoạn để mà thuận tiện cho thi công thì chúng ta cứ gộp hai trục một thành một phân đoạn, chứ chúng ta đừng gộp ba trục một phân đoạn thì cái việc di chuyển lực lượng thi công, ví dụ như là máy trộn các thứ mà chúng ta muốn di chuyển sang cái trục khác thì chúng ta đã phải đi vòng ra ngoài, chúng ta mới đi vào được. Thế cái việc di chuyển máy như thế thì nó dẫn đến năng suất nó bị giảm, di chuyển nhiều năng suất giảm thì nó không thuận lợi cho thi công. Cái này thì tôi đã hướng dẫn nhiều rồi. Em thấy là như ở kỹ thuật thi công 1 thì xét theo khối lượng công việc lớn nhất để chia phân đoạn ấy. Mình cũng lấy theo công việc lớn nhất để chia phân đoạn ạ. Đó, mình có căn cứ ở đấy để mà lấy. Và cũng lấy trong vòng mỗi phân đoạn xấp xỉ nhau tầm 20% mà. Ý ở đây này, cái 25% nhá. Thế thì tôi giải thích cái chỗ này. Tức là khi mà các anh chị mà khối lượng xấp xỉ nhau 25%, không chênh nhau 25%, thì nó sẽ tạo ra một cái dây chuyền gọi là dây chuyền đẳng nhịp. Dây chuyền đơn là dây chuyền đơn đẳng nhịp. Đấy, chúng ta chú ý như thế nhá. Chứ mà cái dây chuyền đơn đẳng nhịp thì nó là một cái dây chuyền nó rất tốt. Được chưa? Cho nên người ta muốn hướng về cái sự tối ưu của nó. Cho nên là người ta mới khuyên là chúng ta không chênh nhau quá 25%. Đấy. Chứ còn trong cái trường hợp bất khả kháng thì chúng ta sẽ tạo ra một cái dây chuyền biến nhịp. Đấy. Thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp như thế. Thế thì đây tôi giải thích như thế này. Khi mà chúng ta làm tròn nhịp nhá, làm tròn nhịp thì ở đây ví dụ các anh là chia ra cái nhịp thi công di chuyển chính bằng 1,24 thì nguyên tắc làm tròn lúc này chúng ta làm tròn bằng bao nhiêu, ngoài làm tròn bằng bao nhiêu, chúng ta bắt buộc phải làm tròn bằng 1, được chưa? Còn nếu mà 1,25 thì chúng ta có thể làm tròn về bằng 1 và chúng ta cũng có thể làm tròn bằng 1 và 1,5 nhá. Đấy, có hai cách làm tròn như thế. Thì chúng ta nhìn vào cái sự làm tròn này này thì là chúng ta đã sẽ giải thích được là nó 25%. Và nếu mà bằng 1,26 thì sao? 1,26 thì bắt buộc chúng ta phải làm tròn bằng 1,5. Đấy, thế đây là nguyên tắc làm tròn. Thì cứ mỗi 0,25 cứ chúng ta nhìn thấy 0,25 này chính là gì? 25% tương đương với 25% khối lượng, bởi vì là định mức không thay đổi, công nhân không thay đổi thì thời gian nó sẽ không thay đổi. Chúng ta chú ý điều như thế. Nên là chúng ta không nhất thiết là phải chia khối lượng là tuyệt đối bằng nhau được, mà chúng ta chỉ tranh 0,25 thì chúng ta sẽ được cái dây chuyền đẳng nhịp, dây chuyền đơn đẳng nhịp. Còn dây chuyền
tổng hợp của chúng ta là dây chuyền gì? Nếu mà các dây chuyền đơn đều là dây chuyền đẳng nhịp thì dây chuyền tổng hợp của chúng ta là đẳng nhịp không đồng nhất. Đó, còn gì các bạn cứ hỏi tiếp đi. Nào, còn ai hỏi không? Thầy ơi, cho em hỏi vậy ạ. Khi mà mình đào đất ý, thì cái thời gian mà ca máy khi mà sau khi mình làm tròn rồi thì mình cái phần thừa thì mình chuyển sang thủ công, nhưng mà khi mà thủ công nó là 4,19 thì mình làm tròn xuống thành 4 ngày thì cái 0,19 đấy thì mình để đâu ạ? À, tức là cái 0,19 đấy gì? Vâng ạ. Thì trong thực tế người ta sẽ làm hết đến cái 0,19 đấy, nhưng mà bởi vì là cái tọa độ của chúng ta là lấy tròn 0,5 và 1 cho nên là người ta cứ quy ước như thế mà. Nó vẫn phải đào hết cái khối lượng đất đấy. Ví dụ như là người ta làm 8 tiếng nhưng mà bởi vì khối lượng còn thì người ta sẽ làm thêm 10 tiếng thì lúc đấy nó sẽ là có thể nó là 0,19 đấy. Người ta sẽ phải làm hết. Thế thì bây giờ như thế này, bọn em phải hình dung ấy. Là ví dụ như là 4,19 thì là có những hôm em làm là 4,19 thì có nghĩa là em làm thêm 1-2 tiếng nữa vẫn phải hết khối lượng, nhưng mà có những hôm ấy em lại làm 0,78 chẳng hạn thì lúc đấy em lại được tính là 1, hình dung chưa, tức là cái nọ sẽ bù trừ đi cái kia và hôm đấy em sẽ được nghỉ sớm trước 1-2 tiếng. Đó là do cái tọa độ của chúng ta là phải làm tròn cho nên là chúng ta không làm lẻ như thế được. Còn nếu muốn chính xác nữa ấy, thì chúng ta phải tọa độ thể hiện theo thời gian, thì cái tọa độ mà thể hiện theo thời gian thì nó lại còn rắc rối nữa. Đó, theo ngày với cái thứ k là đơn giản hơn. Còn nếu mà trong cái trường hợp máy thì ở đây là chúng ta làm tròn, ví dụ 4,19 của máy chúng ta làm tròn về 4 nhá. Nếu mà chúng ta làm tròn lên 4,5 thì đương nhiên là cái chi phí không cái làm tròn lên 4,5 cái phần làm tròn lên ấy thì chúng ta lại tự nhiên là mất nửa ca máy mà chúng ta lại phải trả tiền nhiều hơn mà máy để chơi thì nó không hợp lý lắm. Các bạn cứ cho câu hỏi đi. Thầy ơi, vừa nãy thầy có vẽ cái hình mà cát với lại gạch là bố trí xung quanh công trường phải không thầy? Ừ.
Vâng, thế thì có những cái chỗ mà nó ở đầu gió mà mình để đống cát thì ví dụ nó bụi thì sao? Đợt trước thầy lúc thầy giảng bài thầy có nói cái chỗ đấy á. Ừ. Thì cái đấy bắt buộc thôi, chấp nhận có sao đâu. Dạ vâng ạ. Ừ. Tức là khi mà em tổ chức chạm trộn tập trung ấy nhá, khi mà tập trung như thế thì khối lượng cát nó phải rất là nhiều, thì người ta phải để cuối hướng gió, tức là lúc đấy lúc nào nó tồn tại một đống cát to tướng ở đấy, tức là tập trung. Còn ấy, trong hình thức này của chúng ta ấy là chúng ta theo phân tán, tức là cái lượng cát nó chỉ đọng lại một thời gian nhất định nào đó, khi người ta sử dụng hết thì là coi như là hết cát. Còn trong cái trường hợp mà để trong trường hợp tập trung ấy thì lúc nào có cát trên công trường thì dẫn đến là bụi lúc nào nó tung hết lên. Và đương nhiên mà khi chúng ta để như đấy thì đương nhiên là chúng ta phải sẽ có cái biện pháp, đó là chúng ta sẽ tưới ẩm nó cát chẳng hạn, nếu mà nó khô quá nó bụi quá thì đương nhiên là chúng ta phải che hoặc có biện pháp đó, chúng ta chú ý như thế. Các bạn cứ trao đổi thoải mái. À, còn ai trao đổi gì nữa không? À, thầy ơi, em muốn hỏi thêm là khi mà mình chia cái phân đoạn ấy, hai chục thành một phân đoạn thì, nhưng mà mình vẫn phải cắt qua cái răng ấy, răng móng thì mình phải bắt buộc phải cắt ở chỗ 1/3 răng móng. Ờ, đúng không? Vâng ạ. Và đây chúng ta chú ý có một vấn đề như thế này nữa này. Em vừa hỏi một câu hỏi đấy thì nó xảy ra hai trường hợp. Nó xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta để 1/3 răng móng khi là chúng ta đổ bê tông. Khi chúng ta đổ bê tông theo từng phân đoạn một và từ ngày nọ sang ngày kia. Còn trường hợp thứ hai ấy, chúng ta không nhất thiết để 1/3 răng móng mà chúng ta có để sát cổ móng cũng được. Đấy, sát cổ móng được chứ không phải một vị trí 1/3. Trong cái trường hợp này là chúng ta sẽ đổ bê tông toàn bộ công trình chỉ trong vòng 1 ca hoặc là 1 ngày. Đấy, chúng ta chú ý như thế. Bởi vì là khi mà để cái vị trí nội lực nhỏ nhất ý, nó liên quan đến mạch ngừng thi công. Mà mạch ngừng ở đây ý, là đối với bê tông. Mạch ngừng của chúng ta là đối với bê tông chứ không phải là cốt thép. Đấy, chúng ta chú ý được như thế. Cho nên là khi đổ 1/3 thì là chúng ta đổ phân đoạn này xong, hôm nay đổ xong, nghỉ, ngày mai đổ tiếp, thì đấy là mạch ngừng thi công. Tiếp, đấy, ngày mai đổ tiếp xong, rồi ngày mai đổ xong, nghỉ, lại đổ tiếp phân đoạn khác. Thì là chúng ta nên để vị trí nội lực nhỏ nhất. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta tất cả khối lượng bê tông là chúng ta vừa tròn 1 ca bơm bê tông, thì chúng ta, cái mạch ngừng chúng ta có thể là để vào sát cổ móng, để thuận tiện cho công việc tính toán khối lượng, rồi thuận tiện cho công việc ghép cốt buộc cốt thép và ghép ván khuôn. Vâng ạ, vâng ạ.